Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, tỉnh Sơn La đã có 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tăng lần lượt 10 xã nông thôn mới và 2 xã nông thôn mới nâng cao so với đầu nhiệm kỳ. Có 6 chỉ tiêu liên quan đến xây dựng nông thôn mới đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh đưa ra. Theo đánh giá, cả 6 chỉ tiêu này đều có khả năng hoàn thành và vượt mức đề ra. Trong đó, thành phố Sơn La vẫn đang duy trì tốt việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đang phần đầu có thêm xã Hua La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Huyện Quỳnh Nhai đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu này đến năm 2025. Về chỉ tiêu số xã đạt chuẩn nông thôn mới dự kiến đến hết năm 2023 có 63 trên 83 xã đạt chuẩn. Về số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến cuối năm 2023 sẽ có 8 trên 20 xã hoàn thành. Về chỉ tiêu xã vùng biên đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay đã có 2 trên 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến năm 2025 sẽ có 4 trên 4 xã đạt bao gồm xã Triềng Sơn, huyện Mộc Châu, Triềng Khương, Mường Sai, huyện Sông Mã, Lóng Phiêng, huyện Yên Châu. Về chỉ tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu, dự kiến đến năm 2025 sẽ có 3 trên 3 xã hoàn thành, bao gồm xã Triềng Sơn, thành phố Sơn La, Triềng Ban, huyện Mai Sơn, Mường Sang, huyện Mộc Châu. Về chỉ tiêu bản nông thôn mới, đến nay đã có 14 trên 41 bản đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến cuối nhiệm kỳ sẽ có 150 bản đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 365,9% so với mục tiêu đề ra. Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để phân bổ tập trung nguồn lực giúp các địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tiến hành đánh giá công nhận lại đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trước năm 2022 văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương giả soát thẩm định hỗ trợ các xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn đồng thời sẽ huy động cả cộng đồng chung sức đóng góp thực hiện chương trình